Hello, anh em đã quay trở lại với kênh tiếp JavaScript. Thì hôm nay video lần này tôi sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện thật là thú vị trong series Express Tutorial. Thì bà đang hướng dẫn học đó, con làm việc đi. Thật ra đây là một câu chuyện có thật và nó xuyên suốt trong quãng thời gian lập trình của mỗi cá nhân. Thì ngày xưa thì khi Express mới ra đời thì Express hỗ trợ chúng ta những cái router mà thực hiện trực tiếp tại cái file app.js luôn. Giống như hiện tại là thời xưa này. Tôi cũng mang thời xưa là nó là như vậy ha. En thời xưa. Rồi. Thì thời xưa là chúng ta viết cái router ngay ở trong app.js. Thì lúc đầu thì chúng ta cảm thấy nó hợp lý, nhưng mà sau này có nhiều cái router, ví dụ như là như thế này, thì cảm thấy một thời gian các bạn cảm thấy nó không được tối ưu cho lắm, cho nên đội ngũ phát triển framework Express cũng dần dần thay thế cái việc này. Thì cho nên là người ta sẽ tạo ra một cái folder riêng cho cái việc kiểm soát router này. Thì đây người ta sẽ tạo cho nhắc lại một chút, thì lý do ví dụ như là có một ngàn router đó, thì mọi chuyện sẽ ở đây càng dần càng phức tạp, cho nên đội ngũ Express đã nâng cấp hệ thống lên và người ta đã phát hiện ra, người ta triển khai, người ta sẽ tạo hỗ trợ cho chúng ta tạo thêm một cái thư mục gọi là router ở đây, và trong đó tôi sẽ tạo một cái file gọi là file index.js, đúng không? Rồi, index.js. Và ở đây chúng ta sẽ viết một cái express ở router express thông qua cái require express mà được hỗ trợ. Tôi gọi là routers, ok, sẽ bằng express router, ok. Ở dưới này chúng ta sẽ export cái router này ra. Rồi, ở đây chúng ta làm gì? Ở file app này chúng ta sẽ sử dụng middleware app, dùng router đây ha, app.view. Ở đây chúng ta sẽ bỏ require cái router mà chúng ta vừa mới tạo xong á, router ở đây. Rồi, bây giờ tôi copy cái này vô trong cái index của chúng ta là như thế này, thay đổi cái router bằng app.get. Rồi, thật là tuyệt vời, điều đó thật là vi diệu. Cái này thiếu nét. Để chúng ta viết test hay là không test thì viết cho nó cũng đàng hoàng một chút. Rồi, khi mà chúng ta có cái router đây á, thì chúng ta sẽ chuyển đổi. Bây giờ chúng ta thấy nó gọn gàng hơn chưa? Thật ra là rất, rất gọn gàng, đúng không các bạn? Các bạn nên nhớ là khi mà sử dụng index thì các bạn không cần phải khai báo index ở đây đâu, không cần đâu, mình chỉ cần vậy là đủ, nó tự động nó nhận file index. Bây giờ tôi tự động tôi chạy coi nó lại ok hay không, thì chúng ta sử dụng phần test ở đây. Get http localhost 3000.v1 test ở đây. Bây giờ chạy, chúng ta sẽ có v1 test ha. Đồng thời chúng ta sẽ có v2 test. Ok, chúng ta sẽ có v1 test và v2 test. Nhưng không dừng lại ở đây, thì càng ngày hệ thống càng phát triển, đội ngũ càng ngày càng nâng lên, cho nên mỗi trong một đội ngũ thì có nhiều member. Và mỗi member là chúng ta sẽ có chia ra mỗi người một công việc. Ví dụ chúng ta sẽ có member gọi là viết một cái router về order chẳng hạn đi. Order. Và một member viết về payment này, thanh toán này ha. Ok, thì người ta viết về thanh toán. Thậm chí có một cái router người ta gọi là có một cái anh bạn gọi là booking chẳng hạn đi, booking, ok, thì người ta chia ra nhau đâu. Càng ngày
tức là càng ngày đây là V1 này, đây là V2 này ha. Càng ngày thì từ những cái file index này nó càng ngày càng nhiều và member được bổ sung do tính năng hỗ trợ, do tính năng càng ngày càng phải phát triển nhiều hơn cho khách hàng được sử dụng. Thì thay vào đó thì V2 cũng phải như vậy. Đó, V2 nó cũng phải thay đổi một cách thần kỳ, một cách cấp độ số nhân lên. Thì sau sau một thời gian người ta cảm thấy nó rất là phức tạp trong cái file index này. Các bạn cũng thấy thôi, nó thật là nhìn vào chúng ta thật là rối. Cho nên người ta nâng cấp một lần nữa. Và người ta nâng cấp như thế nào? Thì người ta sẽ tạo một cái thư mục ở đây gọi là V1. Như cái video mà API Structure mà tôi đã giới thiệu cho anh em về cách triển khai một cái dự án với Ken á, và người ta sẽ tạo ở đây một cái V2 router ha. Rồi. Sau đó người ta sẽ sử dụng chức năng middleware của router. Giống như app ở đây nó cung cấp cho ta một cái user ở đây, một cái Zeus. Thì người ta cũng viết cái router Zeus ở đây. Người ta viết Zeus. Ok. Người ta sẽ bỏ cái tiền tố V1 ở đây. Rồi, sau đó rewind. Rewind gì? Rewind cái sorry, trong này tôi sẽ viết một index nhé. Trong này tôi sẽ viết index tiếp. Index.cs. Và ơi. Ơi. Chờ ba một chút. Anh em chờ một chút nha. Bác hàng xóm gọi có việc. Em nghe bác Long. Chờ em một chút, chờ em một chút, em đang gọi điện cho công ty chút. Ở đây anh em tôi quay trở lại đây. Thì người ta sẽ chia ra cái version 1 thì ở folder 1 và version này ở V2. Thì trong đó là người ta sẽ tạo một file index giống như file giống như không, tôi xóa. Chị Hai ơi. Chị Hai đi xuống dưới đi. Trong con mượn này. Đi xuống dưới đi. Con đi xuống dưới đi. Rồi người ta từ Con từ. đi trên tầng cho tóc nó khô đi. Rồi con ở trên tầng cũng được. Rồi sau khi người ta tạo cái sorry anh em nha, chúng ta tập trung làm một chút tại vì nhiều cái việc như bác hàng xóm gọi rồi con cái. Vì chúng ta tập trung lại này. Người ta tạo folder 1 và folder version 2 thì trong đó ví dụ như là người ta sẽ tạo cái file như thế này, ví dụ như là order chấm router Router 1. À, sorry. Yes, ok. Ở đây là người ta sẽ có version 2 là người ta sẽ cũng tạo order chấm router. Yes, đúng không? Rồi, ở đây là chúng ta sẽ có một cái file nữa. Giả sử như vậy đi. Thì trong index này, trong index là người ta sẽ khai báo cái version 1. Đồng thời chúng ta sẽ khai báo ở đây V1 và cái router order 1. Nghĩa là sao? Nghĩa là người ta sẽ sử dụng cái tiền tố V1 này và trong trong cái order của router này người ta sẽ copy cái này này. Người ta sẽ bỏ vào. Đây chúng ta copy cho nó nhanh ha. Chúng ta copy cho nó nhanh. Rồi tôi sẽ bỏ cái này ra. Tôi sẽ bỏ cái này ra. Nó là như thế này. Chính xác là nó như thế này. Rồi, người ta sẽ tạo một cái V1 ở đây nhưng mà do chúng ta có cái tiền tố V1 đây rồi thì chúng ta sẽ không cần cái ở đây nữa mà chúng ta chỉ viết order mà thôi. Ok. Và V2 cũng vậy, người ta sẽ viết ở đây và người ta để là V2. Xuống. Gạ xem Vlad và Nikki đi con. Rồi, sau khi người ta sẽ viết xong thì người ta sẽ xóa cái router này đi. Các bạn thấy nó gọn lại chưa?
tức nghĩa là người ta có một fan base để người ta control. Chị hai, 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 đi xuống. Rồi, ok. Sau khi người ta sẽ gọn là người ta sẽ viết version 2, thì người ta sẽ bổ sung một cái router gọi là V2 ở đây, và người ta sẽ trỏ đến cái thư mục V2. Bây giờ tôi thử gọi coi nó hoạt động bình thường như chúng ta hay không ấy nhá. Thứ nhất, send. Cannot send request test. À, sorry anh em, cái này là order. Rồi, V1 order và chúng ta send V2 order. Rất là gọn đúng không? Các bạn nhìn vào này, file app này rất là gọn gàng. Trong cái file app, người ta sẽ điều khiển một file router file desk ở đây, và người ta sẽ triển khai cái V1, V2. Ví dụ, bây giờ tiếp tục rồi nhìn vào đây á, nhìn vào đây các bạn có thấy là cái file desk này nó triển khai một rất gọn gàng đúng không? Nó chia ra từng V1, V2. Và tiếp tục sau khi một thời gian lập trình nữa thì cái đội ngũ được tăng lên nữa, thì người ta sẽ cấu trúc một cái thư mục rất là hiện đại. Không phải dừng tại đây, tiếp tục này. Giờ đây người ta sẽ tạo đây một cái file desk. Ha, người ta tiếp tục tạo đây file desk. Và đây người ta sẽ control những cái user, những cái chức năng giống như ở đây. Ha, y chang ở đây đó. Thì người ta sẽ tiếp tục triển khai cái mô hình ở đây. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái order ở đây này. Ha, cái order. Đó, order ở đây. Và cái payment ở đây. Thì người ta tiếp tục công cuộc hành trình tái cấu trúc dữ liệu như các file desk này. Các bạn hình dung được câu chuyện không? Đó. Thì cho nên á, các bạn mà những người mà được tin tưởng và giao vào setup một cái dự án, thì các bạn nên quan tâm đến nhiều hơn sử dụng cái việc cái router của một dự án. Nó sau này nó scalable ra, nó rất nhiều. Và đồng thời, ví dụ sau này chúng ta có version 3, version 4, đồng thời ở trong này có nhiều tính năng thêm, thì các bạn bỏ vào đây và trỏ vào đây. Thoạt đầu người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ rất là ok. Và thêm một tôi sẽ bonus cho các bạn một cái vấn đề nữa. Đó là khi mà dự án được setup trong môi trường Borus, thì người ta không có tạo như thế này, mà người ta sẽ tạo thêm một cái file server ở đây. Server ở đây chính là cái network á. À, người ta sẽ export cái file app ở đây, chứ không export này modo.export bằng app, đúng không? Sorry, bằng app. À, và ở đây người ta tắt ở đây, nhưng mà người ta qua server thì người ta sẽ const app.rewire.app. Rồi, và ở đây là chính là nó là như thế này. File này á, file này người ta giữ nguyên. Sorry, ở đây file này người ta giữ nguyên để cho nó triển khai công việc. Rồi, file này người ta sẽ giữ nguyên không đụng đậy, và người ta sẽ viết những cái hàm, ví dụ như sau này là mình sử dụng app.user.express.json thì nó người ta triển khai ở đây. File này không đụng tới. Đây là file start server và khởi động cái network. Gọn gàng, chúng ta điều chỉnh thì điều chỉnh trong cái file này. Đó là những cái mà chúng tôi đã trải qua, và chúng tôi đúc kết là nó thật sự hiệu quả trong cái vấn đề scalable một dự án, cũng như là cái tính tường minh. Chúng ta thử chạy lại xem nó có hoạt động như chúng ta mong muốn được không. Xem lỗi gì đây. À, sorry anh em, chúng ta đổi lại, đó là cái node server của node mon. Ok, thì chúng ta bắt đầu sử dụng chạy coi. Ủa, vẫn lỗi gì đây. Ok chạy rồi. Mọi chuyện đều diễn ra một cách là suôn sẻ cho anh em chúng ta. Còn gì để mà nói về cái router này nữa không? Khi mà quá tường minh, quá rõ ràng cho các bạn,
Nói lại một lần nữa, chúng ta chỉ cần trỏ một cái router ở đây. À, cái này là phải nằm trên mới đúng. Cái này nằm trên. Rồi, à, chúng ta chỉ cần tạo app.user require một router, router tạo một file index chứa các thư mục ở đây. V1, V2 sau này, trong V1 này có bản nam A này. Bản nam A, nam B, nam C, nam D hoặc là sau này người ta sẽ tạo cái order ở đây. Sau này người ta sẽ tạo cái order ở đây. Và người order. Đó, thì người ta sẽ đưa cái này vào đây. Ha, thì nó lại như thế này. Ok. Video là chỉ có vậy thôi, rất đơn giản, nhưng mà tôi kể một câu chuyện thú vị trong Express. Và cái đội ngũ lập trình Express, người ta cũng tạo điều kiện cho chúng ta tổ chức một cái dữ liệu, tổ chức một cái thư mục là logic để mà scalable trong tương lai. Hy vọng ở video lần sau tôi sẽ nói đến cách handle của Express nó như thế nào và đạt đến hiệu quả rõ ràng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.